clip này thì mình sẽ review về tim lửa hiện tại của bản tính chung tim lửa nó thực sự nó nổi bật khi mà con uh, Bramon Grau này ra mắt và sau đó đến con Victini thì bắt đầu tim lửa đã bắt đầu tạo chỗ đứng rồi còn trước đó thì với những con S như thế này hay là con S cộng như Ho -Oh, hay là Resiram chưa được chỉnh sửa skill thì tim lửa vẫn rất là yếu ở giai đoạn này thì tim lửa nó chỉ có bốn con chính thôi Bramon Gaudon ho Victini và Reshiram và sẽ thêm hai con nữa ở trong cái list Pokemon bậc S này. Thì sắp tới bản tiếng Trung nó sẽ ra mắt con uh, Kill Kyogre rồi. Lúc đó thì uh, sẽ tim nước sẽ bắt đầu lên ngôi. Bao gồm có cả Manaphy và Asgore Ninja. Asgore Ninja này thì khả năng vẫn là có thể là một con mới lấy sự kiện. Nhưng mà đang có một tin đó là sẽ được Mega lên từ con Grand Ninja thường Một con S lên S cộng chẳng hạn Tim nước Sắp tới thì có Raymond Kill Grand này, Pankia này Manaphy này, Ash Grand này Thì mình sẽ giới thiệu trước về bốn Pokemon hệ lửa này Đầu tiên là con Primal Gaudon Ban đầu nó chỉ là hệ đất thôi Nhưng mà khi nó lên được cái dạng Primal này Thì nó có thêm hệ lửa nữa Phần không thể thiếu từ khi mà Primal Gaudon ra mắt thì team lửa mới bắt đầu mới quay trở lại được. Raymond Gaudon là một con thủ cực kỳ chắc chắn ở thời điểm hiện tại. Nếu giả sử các bạn không có Raymond Gaudon thì chắc là chỉ có con Gigade 8 sao trở lên mới có thể sử dụng được để trụ lại được thôi. Hầu như ở trong các trận đấu ấy, thì Raymond Gaudon sẽ là con sống sót cuối cùng. Với Raymond Gaudon thì nó có khả năng tạo ra động đất. Động đất này gây sát thương này và làm mù này, bây giờ nó có thêm hiệu ứng cháy dung nham nữa đặt lên địch mỗi lượt này và địch đánh vào con Raymond Gaudon này sẽ bị phản đam do động đất mỗi lượt và bây giờ đánh vào lại còn bị sát thương phản từ áo giáp lửa của con Raymond Gaudon nữa và cái song song thủ của Raymond Gaudon nó sẽ tăng thêm đến 400% ở lượt đầu và sẽ giảm dần ở các lượt sau và cuối cùng giảm chỉ còn lại 200% ở trạng thái trái tim nóng chảy. Khi nó nhận sát thương trí tử, các bạn để ý thấy nó sẽ có thêm một cột máu mới. Các bạn để ý bây giờ cột máu của con Raymond Gaudon nó có thêm màu cam thì đó chính là hiệu ứng trái tim nóng chảy có cái bút ở trên đầu ấy. Cái trái tim nóng chảy này, cái máu của nó bây giờ đó chính là những cái sát thương mà nó gây ra của 13 hiệu ứng mình đã kể từ lúc trước hiệu ứng nó gây ra sát thương càng nhiều thì bây giờ cái cột máu này nó sẽ càng nhiều ưu tiên bây giờ đó là những sát thương mà nó nhận vào nó sẽ trừ vào cái cái máu vàng vàng này trước đòn đánh skill thường kiểu gì cũng được đánh vào nó thì nó sẽ kích hoạt nổ cái rung nham mà nó gây ra ở đây các bạn để ý khi mà địch đánh vào nó thì hiệu ứng rung nham trên toàn địch sẽ bị kích hoạt Đây là một ví dụ về tim lửa này. Như các bạn biết là ở thời kỳ đầu game thì Pokemon hệ lửa là con mà có thể gây ra sát thương bạo kích cao và tỷ lệ bạo kích của nó cũng cao. Nhưng đến thời điểm bây giờ, ở thời kỳ của con Bramon Galdon thì tim lửa đặc trưng của nó đó là hiệu ứng cháy. Và những con như là Reshiram, Ho-Oh, Galdon, Victini hay là những con khác nó cũng đều có khả năng gây cháy toàn địch. Và cộng dồn những hiệu ứng cháy này sẽ làm địch mất máu rất nhanh Thì đến thời điểm hiện tại như thế này Thì là tim lửa sẽ thiên về chơi theo kiểu hiệu ứng cháy là chính Con đầu tiên mình muốn giới thiệu đó là con Ho-Oh Hô -ô. Ho-Oh Hô -ô thì sau khi được nâng cấp nó tăng cho cả tim Đó là 10% 6 chỉ số chính Như các bạn thấy là rất là nhiều búp ở trên đầu những con Pokemon hệ lửa Và một kiểu ứng búp khác nữa của con Ho-Oh dành cho cả tim đó là khi mà có 3 Pokemon hệ lửa ở trong team thì ho -Oh nó sẽ búp cho Pokemon hệ lửa thêm 10% tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích với 10% 6 chỉ số chính và cả 10% tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo thì ho -Oh là một thành phần không thể thiếu ở trong team lửa và thêm nữa nó còn gây ra hiệu ứng cháy lửa thiêng như các bạn thấy là cái búp hình lửa màu hồng hồng ở à, màu tím tím đó là lửa thiêng đặt lên địch trong vòng hai lượt cái hiệu ứng lửa thiêng này của con hô ô thì nó sẽ dựa vào chỉ số pa tách của nó pa tách của con hô càng cao thì cái hiệu ứng cháy này nó sẽ gây ra sát thương càng nhiều và nó sẽ giúp cho những pokemon hệ lửa của bên mình khi đánh vào những con mà đang bị hiệu ứng lửa thiêng này sẽ được cộng thêm 30% mươi tốc độ hồi nộ và quan trọng hơn nữa là cái đòn ulti của nó đòn ulti của hô ô nó sẽ đạt hiệu ứng lên địch cháy toàn địch này là một và thứ hai nữa nó sẽ tặng cho con gáudon bên bạn một lần hồi sinh bằng hiệu ứng quả trứng hiệu ứng quả trứng này giúp cho con brahman gáudon có thêm một sinh mạng nữa giúp cho con brahman gáudon sẽ tốt hơn ở khi đấu trọi với cả team của địch thì đó là tầm quan trọng của hô ở trong team thành viên thứ hai của team lửa đó là Reshiram Reshiram thì nó có khả năng tạo ra tường lửa tường lửa này địch đánh qua sẽ bị mất máu và dựa theo chỉ số SP attack của con Reshiram và đánh qua lại bị dính hiệu ứng lửa xanh hiệu ứng lửa xanh này cũng là một coi là một hiệu ứng cháy nó rút máu của địch dựa theo máu gốc thì Reshiram cũng vừa vượt chỉnh, chỉ sửa skill đó là khi mà nó ra đòn ulti thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho những Pokemon hệ lửa của bên bạn đó là thêm 15% tỷ lệ bảo kích và 15% sát thương đòn ulti nữa thì, thì Reshiram là một thành phần thứ hai không thể thiếu ở trong tim lửa hiện tại Resiram khi mà nó tử trận thì nó sẽ vào chế độ override mode này ở chế độ này thì nó sẽ tăng thêm cho những Pokemon hệ lửa của bên bạn bằng 20% PA attack và SP attack như các bạn thấy nó là vừa búp song công cho con Diamond Gordon. Vì thế nên, nên các bạn build Reshiram cho team lửa thì tốt nhất là không nên trừ loại công nào. Bởi vì Resiram nó sẽ hỗ trợ song công cho team lửa của bạn khi nó ở vào chế độ Override Mode này. Thành viên tiếp theo đó là Victini. Victini thì nó sẽ giúp cho team của bạn những con Pokemon hệ lửa. Đó là miễn nhiễm với hiệu ứng đóng băng và hiệu ứng chói khi mà nó còn ở trên sân và nó sẽ giúp cho những hiệu ứng cháy của bên bạn tăng thêm đến 40% sát thương nữa. Ở đây Victini nó sẽ hỗ trợ cho những con Pokemon hệ lửa của bên bạn, đó là khi Pokemon hệ lửa bên bạn tiêu diệt được địch thì những Pokemon hệ lửa trong team sẽ nhận được 200 nộ. Và cùng lúc đó thì Victini nó sẽ tự ra một đòn skill 1 ngay lập tức. Ở đây như các bạn thấy mình tiêu diệt một con thì những con Pokemon hệ lửa khác Cũng sẽ được cộng nộ Nhờ tác dụng của con Victini Và như các bạn thấy là đầy nộ Thì Victini là một thành phần Giúp hồi nộ cho team Rất là tốt Và tiếp theo nữa Đó là Victini Nó sẽ Đòn ulti của nó Nó sẽ tạo ra một lớp giáp lửa cho cả tim của bạn. Khi Victini ulti thì nó sẽ tạo ra cái giáp lửa cho cả tim. Giáp lửa này nó sẽ tăng thêm 10% máu gốc. Đối với hệ lửa thì là sẽ là 20% và 30% sát thương nhận vào sẽ bị phản lại địch. Nếu mà sát thương vượt vượt quá 25% máu gốc của Victini ấy, thì sẽ không phản lại được. Tuy nhiên nếu mà hệ lửa thì sẽ là 50% máu gốc của Victini để phản lại địch. Do đó giáp lửa này đối với cả những Pokemon hệ lửa về sau nó sẽ rất là lợi. Và khi cái giáp lửa này nó kết thúc thì sẽ được hồi lại 20% máu và sẽ tăng thêm 15% tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích trong một, một lượt. Victini nó sẽ hỗ trợ cho tim lửa như thế này, giáp lửa này. Đối với cả Raymond Gaudon, khi có Victini và không có Victini nó sẽ khác biệt nhau rõ rệt. Do đó, nhà phát hành mới tạo ra một con để hỗ trợ cho Raymond Gaudon cũng giống như Manafi hiện tại Bây giờ nó cũng đã ra mắt để chuẩn bị hỗ trợ cho con Diamond uh, Kyogre sắp tới Thì... Diamond uh, Groudon cộng Victini là một cặp Và Manafee Diamond Kyogre là một cặp Khi Victini chết Thì nó sẽ hóa thành một đốm lửa Nó sẽ giúp cho cả team tăng thêm 50% tốc độ hồi nộ 20% sát thương bạo kích trong vòng 2 lượt Và những Pokemon hệ lửa được hồi 300 nộ Nếu mà Pokemon hệ lửa ấy Mà đang đầy nộ ấy thì sẽ hóa giải toàn bộ những hiệu ứng không chế loại có thể hóa giải được và đồng thời sẽ ra một đòn ulti ngay lập tức. Đòn ulti này nó cũng sẽ không tốn nộ này. Do đó các bạn có thể thấy nhiều lúc Raymond Gordon nó ra đòn ulti hai lần liên tiếp. Và thêm nữa là nó sẽ hỗ trợ cho đồng đội cuối cùng hệ lửa đó một cái giáp lửa hồi lại 50% máu và tăng thêm 20% song công dựa theo song công của Victini. Và nó sẽ kháng tử được một lần khi nhận sát thương trí tử trong vòng một lượt. Một thành phần tiếp theo. Đây là thành phần phụ, đó là Mega Houndoom. Mega Houndoom sẽ là một con hỗ trợ tốt dành cho những con hệ lửa. về skill 3 thì nó sẽ tấn công toàn địch với 150% SMA attack đồng thời nó sẽ cướp 20% song thủ của địch hàng sau 30% song thủ của địch hàng trước cái số song thủ này cướp được thì nó sẽ chuyển hóa theo tỷ lệ 1:2 2 tất nhiên là nếu bạn cướp được 100.000 100.000 song thủ của toàn địch thì coi như là nó sẽ chuyển hóa thành 50.000 song công và nó sẽ chia đều cho toàn bộ đồng đội hiện đang có ở trên sân của bạn trong vòng 2 lượt. Và đồng thời nó cũng sẽ tăng cái tỷ lệ hút máu của những đồng đội hệ bóng tối lên 25% trong vòng 2 lượt. Một hiệu ứng thêm khi lên Mega đó là nó sẽ đặt hiệu ứng sức mạnh của mặt trời lên toàn bộ đồng đội trong vòng 2 lượt. Cái như mình vừa giới thiệu ở nội tại của nó ấy là hiệu ứng sức mạnh mặt trời này đó là cứ mỗi lượt mất đi 6% máu hiện tại nhưng mà nó sẽ tăng thêm 12% sát thương thì ở đây nó sẽ được nâng cấp hơn ở đòn ulti này đó là tăng thêm 30% sát thương cho skill hệ lửa mỗi lượt sẽ mất đi 10% máu hiện tại và nhưng mà sẽ tăng đến 24% sát thương tuy nhiên cái này thì không được ở cộng dồn cái này chỉ dành cho những đồng đội ở trong ở trên sân thôi trong team lửa các bạn có thể chọn chai giác X hoặc là chai giác Y ở giai đoạn này thì chai giác X nó có rất nhiều mùi lửa để nó có thể ra đòn ulti được nhưng mà ở cái thời điểm này khi mà nếu các bạn đấu với cả team mà nó đang có cái phòng thủ rất là cao ví dụ như là Zgade này hay là metan này hay là con Diamond Gaudon thì sát thương đánh vào những con đó nó không sẽ không cao do đó cái sát thương lan ra nữa thì nó cũng sẽ rất là nhỏ bởi vì là cái sát thương lan nó sẽ phụ thuộc vào cái sát thương chính đòn ulti của nó còn nếu các bạn bây giờ mà đang chơi cái team mà thiên về hiệu ứng cháy thì giác Y nó sẽ tốt hơn cho team ở khoản đó là nó cũng dạng giống như Victini nó sẽ gia tăng cái sát thương của hiệu ứng cháy cho team bạn thêm mạnh hơn. Thì một trong hai Y hoặc X các bạn có thể sử dụng. Với chai giác Y thì mình vẫn thấy là nó sẽ có lợi hơn ở trong cái team lửa về sau. Không phải về đam mà là về hiệu ứng cháy. Ở đây thì như dịch như thế này. Thì hiệu ứng cháy của bên bạn sẽ được tăng thêm đến 30% nữa. Và tương tự như vậy, ở bên Victini thì nó tăng thêm đến 40%, tương tự như vậy các bạn sẽ có thêm đến 70% sát tương cháy được gia tăng. Và về sau, hiện tại đây là cái tim lửa các bạn có thể sử dụng được. Đó là Diamond Gaudon này, ho -Oh này, Resiram này, Victini, Charizard Y hoặc X và con Mega Houndoom. Đó là thành phần tim lửa hiện tại đang là tốt nhất. Còn nếu về sau thì uh, sẽ có thêm hai con hệ lửa khác s cộng còn uh, s cộng hệ lửa khác mà đến ss bây giờ không có nữa chỉ chắc là con bremen này sẽ là mạnh nhất rồi hai con hệ leo đó là con Hichan chan bây con Volcanion này hai con này về sau khi mà xuất hiện thì tim lửa chính thức sẽ xuất hiện đó là vừa S, chỉ là s cộng và ss thôi có lẽ đây là tim lửa cuối cùng hiện tại thì pokemon bản chính thức nó đã ra mắt cái uh, phần uh, mới rồi có thể là sẽ có thêm những Pokemon S cộng mới nữa. Thì đó là team lửa hiện tại ở bản tiếng Trung mà mình đã vừa review.